mình vẫn đo giá trị điện cảm và dòng DC BIOS để kiểm tra xem từ trường có bị trong cột đảng có bị bão hòa không, sử dụng hệ thống máy model 130 BIOS Current Scan System của Chroma. Đầu tiên chúng ta turn on nguồn của máy đo điện cảm và bật máy để cho dòng chạy qua inverter. Ok, và chúng ta thấy ở đây hiện tại là giá trị của điện cảm đang là 500. Sau đây tôi sẽ tăng giá trị dòng điện một cách từ từ. Nếu mà cái giá trị của điện cảm vẫn giữ nguyên thì tức là nó không bị bão hòa. Đấy, còn nếu mà nó tự nhiên nhanh xuống thì là tức là cái điện cảm bị bão hòa. Ok, muốn sử dụng máy này thì chúng ta hãy bật vào lúc này thì chúng ta sẽ tăng giá trị dòng điện. Ok, đây là tăng giá trị dòng điện lên 5. Mọi người xem, dòng điện đã và nhập vào enter, dòng điện đã hiển thị lên 5 và giá trị không thể. Tôi tiếp tục tăng giá trị dòng điện lên 6. Mọi người xem, giá trị điện cảm vẫn hồi đổi. Tôi tiếp tục tăng giá trị lên 8, vẫn không thể đổi. Tăng lên 10, vẫn không thể đổi. Tôi sẽ tăng tiếp lên một giá trị cao hơn, 12. Giá trị điện cảm vẫn hồi đổi. Tôi tăng lên 15. Ok, như vậy là lên, cho dù là tôi tăng cái, tôi đưa cái dòng BIOS current vào lên đến 15A, nhưng mà cái giá trị điện cảm vẫn hồi đổi, tức là nó không bị bão hòa. Tại tức là cái điện, cái inverter này của tôi nó không bị bão hòa tại cái giá trị dòng điện này. Đấy, ok. Như vậy là cái chu trình thử nghiệm của hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn cái bài là design inverter đấy, cho lõi xuyến, tức là không có EGX. Cái bài học tới là tôi sẽ trình hướng dẫn thiết kế inverter sử dụng Faraday core có EGX. Thì ưu điểm của cái core này là nó đưa được cái giá trị core lốt, giá trị lốt nó nhỏ hơn. Ok, đây là cái thành phẩm của tôi sau một buổi tối đi đây. Xin chào và hẹn gặp lại.